Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Tuệ Khanh. Trong chương trình ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn biết là gì. Những người sinh năm 1947, tức là tuổi Đinh Hợi đấy, làm nhà năm 2022 thì có được may mắn không? Thì trong nội dung chương trình ngày hôm nay thì có những cái mục như sau. Đầu tiên, tôi sẽ cho quý vị biết là gì. Cái tuổi 1947 là tuổi Đinh Hợi này có xây nhà được trong năm 2022 hay không? Có động thổ được hay không? Hai là nếu mà không động thổ được ấy, đúng không, thì chúng ta sẽ mượn tuổi nào để động thổ. Cái nội dung thứ ba là gì, những cái hướng nào tốt và hướng nào xấu đối với tuổi Đinh Hợi như nào, và cách hóa giải. Nội dung thứ tư ấy, nội dung thứ tư mà tôi sẽ chia sẻ cho quý vị là gì, những người sinh năm Đinh Hợi 1947 mà muốn xây nhà trong năm 2022 nhâm dần này thì xây vào tháng mấy là tốt nhất đấy, để được lộc trời cho đấy. Và thứ năm cuối cùng là gì, tôi sẽ chọn cho quý vị và các bạn cái hướng đặt cổng, hướng đặt cửa, đặt bếp, đặt bàn thờ được tốt nhất, được cát lành nhất để mang lại tài lộc, may mắn cho gia đình. Đấy, đó là năm nội dung chính mà tôi sẽ chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì cái nội dung đầu tiên mà tôi muốn gửi đến quý vị là gì? Cái tuổi 1947 là tuổi Đinh Hợi đấy. Năm 2022 nhâm dần có xây được nhà hay không? Thì như quý vị đã biết, những người sinh năm 1947 là tuổi Đinh Hợi thì năm 2022 nhâm dần. Năm 2022 nhâm dần là đi 76 tuổi. Và cái tuổi này thì không bị phạm kim lâu, không bị phạm hoang ốc, cũng không bị phạm vào tam tai. Đó, đó là một điều cực tốt. Thì quý vị hoàn toàn có thể là tự động thổ được nhá, quý vị hoàn toàn lưu ý nhé, hoàn toàn có thể tự động thổ được. Đấy, còn nếu trong trường hợp quý vị muốn không muốn động thổ mà muốn mượn tuổi động thổ ấy, thì quý vị có thể mượn tuổi sau. Thì quý vị có thể mượn tuổi là tuổi Quý Hợi là 1983 đấy, hoặc là gì, tuổi Giáp Dần là 1974 đấy. Thì quý vị có thể mượn hai tuổi này để động thổ. Hơn nữa là gì, có thể mượn thêm tuổi là 1955 đó. Đó là ba tuổi mà quý vị có thể mượn để động thổ. Còn trong trường hợp quý vị mà không chọn ba tuổi này mà muốn mượn tuổi khác thì có thể là liên hệ trực tiếp với đội ngũ trợ lý hoặc là với số điện thoại của thầy Tuệ Khanh để được tư vấn chi tiết hơn. Đó là nội dung đầu tiên về tuổi xây nhà. Đấy, xây nhà được không? Thì người sinh năm 47 hoàn toàn là xây được nhé. Đó. Và nếu muốn mượn tuổi ấy, thì quý vị có thể mượn các tuổi này 1983, 1974 hoặc là 1955. Đấy. Cái nội dung tiếp theo tôi sẽ chia sẻ cho quý vị là gì? Những người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 này thì ở hướng nhà nào tốt, đúng không ạ? Hướng nhà nó xấu. Thì như quý vị đã biết là những người sinh năm 1947 Đinh Hợi Nam Mạng thì là thuộc cung Cấn. Cung Cấn là thuộc hướng Đông Bắc, đúng không ạ? Mệnh Trạch tuổi Đinh Hợi là thuộc Tây Tứ Mệnh. Tây Tứ Mệnh sẽ hợp với các hướng sau này. Có hướng tốt là hướng Tây là một này, thứ hai là hướng Tây Nam, thứ ba là hướng Tây Bắc và thứ tư là hướng Đông Bắc. Đó là bốn hướng tốt với người tuổi Đinh Hợi. Còn ở các hướng xấu là hướng đông này, hướng đông nam, hướng nam và hướng bắc. Đó là bốn hướng xấu. Thì với những gia chủ mà đang ở hoặc đang có ý định xây nhà ở những cái hướng mà hướng xấu, như là hướng bắc này, hướng bắc thì phạm ngũ quỷ này, hướng đông phạm lục sát, hướng nam là phạm vào họa hại và hướng đông nam thì phạm vào tuyệt mệnh đấy. Nếu mà quý vị có ý định xây nhà ở những cái hướng xấu này ấy, trong trường hợp nó bắt buộc ấy, thì quý vị sẽ phải cần phải sử dụng một biện pháp, đó là chấn trạch. Chấn trạch để vượng long, đúng không ạ? Để vượng long, để kích hoạt cái tài lộc và cái công danh sự nghiệp cho mình là cái tốt nhất, đúng không? Thứ hai là gì? Quý vị sẽ sử dụng một cái gương bát quái tinh cầu. Gương bát quái tinh cầu. Cái gương này quý vị có thể treo trước cửa nhà để gì? Để nó đẩy những cái sát khí do cái hướng xấu mang lại, để do họa hại, do ngũ quỷ, do tuyệt mệnh mang lại cho gia đình nhà mình. Đó, bên cạnh đó là gì, nếu mà sau khi mà hóa giải xong ấy thì quý vị có thể là gì, hóa giải treo cái mất quái rồi thì quý vị có thể treo thêm một cái gọi là dây mai hoa phú quý. Mai hoa phú quý đấy, thì đây là gì, đây là cái pháp khí để chiêu tài, đúng không ạ? Sau khi đẩy hết, loại trừ tất cả những cái sát khí rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là gì, tiến hành là chiêu tài lộc, chiêu may mắn đấy,
để được lộc trời cho gia đình nhà mình. Đó, trong trường hợp mà quý vị đang ở những hướng tốt, đó, hướng tốt là gì? Có những hướng Tây Nam là hướng Tây thì được diên niên, Tây Nam được sinh khí, Tây Bắc được thiên y và Đông Bắc là phục vị. Với hướng tốt này, quý vị nếu xây nhà ấy, thì được đại cát đại lợi thì quý vị cũng nên chấn trạch. Chấn trạch, đúng không? Chấn trạch để làm gì? Để cho nó vượng long, để cái gì? Cho vượng long vượng cái vượng vượng cái nhà của mình. Đấy. Thứ hai là gì? Những hướng tốt thì quý vị cũng thể chiêu tài bằng cách là treo dây mai hoa phú quý. Mai hoa phú quý. Đấy, chi tiết thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với đội ngũ trợ lý hoặc là liên hệ trực tiếp với thầy Tuệ Khanh để được tư vấn về cái hóa giải những hướng xấu và cách chấn trạch để kích hoạt những cái tài lộc, những cái công danh sự nghiệp của mình theo ý mong muốn để cho căn nhà được vượng long vượng hướng. Đó. Đó là nội dung thứ ba mà tôi chia sẻ. Nội dung tiếp theo là gì? Năm 2022 Nhâm Dần thì hướng nào xây nhà sẽ được tốt và hướng nào xây sẽ xấu, đúng không? Và tiếp theo là gì? Xây vào thời gian nào? Với những người sinh năm 1947 tuổi Đinh Hợi, đúng không ạ? Thì xây nhà vào tháng mấy thì sẽ là đẹp nhất. Đấy. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị một cái bảng tổng hợp đây. Đấy. Năm 2022 Nhâm Dần thì có 4 cái sơn là trong la bàn 24 sơn nhé, thì có 4 sơn là không xây được. Bao gồm là sơn ngọ là một này, sơn ngọ có tọa độ từ 172,5 đến 187,5 độ là không xây được. Đúng không ạ? Tức là vào hướng nam ấy, chính nam ấy. Thứ hai là sơn khôn. Sơn khôn có tọa độ từ 232,5 đến 247,5 độ thì cũng không xây được. Là sơn thân ấy. Vì sao? Cái này tọa vào thái tuế, hướng tuế phá, hơn nữa lại phạm mộ khỉ đố thiên nữa, nên chúng ta không xây. Sơn dậu thì sao? Sơn dậu thì tọa là tọa tam bích, hướng hướng thất xích, đúng không ạ? Năm 2022 Nhâm Dần thì ngũ hoàng nhập trung cung, đúng không ạ? Sao lục bạch đáo vào tây bắc, thất xích đáo vào tây, đúng không ạ? Tam bích là nó ở hướng chấn là đông. Đấy. Đâm ra là gì? Cái hướng, cái tọa mão hướng dậu là rất xấu, hơn nữa nó bị phạm vào cái mộ kỷ đối thiên nữa thì cũng không xây được. Tiếp theo là gì? Cái hướng dần, đúng không ạ? Cái sân dần này này thì tọa thân hướng dần, những nhà tọa thân hướng dần có tọa độ từ 52,5 độ đến 67,5 độ thì nó sẽ bị phạm vào gì? Hướng là hướng thái tuế. Tọa thì tọa vào gì? Tọa vào hướng thái tuế này. Và nó tọa vào mộ kỷ đô thiên. Mộ kỷ đô thiên sát, đơn giản chúng ta cũng không thể xây được. Đó. Còn những sơn khác thì chúng ta xây dựng vào thời gian như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta xét hướng bắc nhỉ. Hướng bắc sẽ gồm 3 sơn là nhâm, tý, quý. Nó có tọa độ từ 337,5 độ đến 22,5 độ. Các sơn này chúng ta đều có thể xây được vào những tháng, tháng 5, tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 6. Nhá. Ba sơn nhâm tý quý này thuộc hướng bắc, chúng ta xây vào tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 6. Riêng sơn tý thì chúng ta kỵ xây tháng 5 vì là tý ngọ là tương xung, chúng ta không xây. Tiếp theo là hướng đông bắc. Hướng đông bắc của ba sơn sửu cấn dần thì sơn dần bị phạm vào thái tuế, chúng ta không xây rồi. Còn sơn sửu và sơn cấn thì nếu quý vị mà đo trên la bàn có tọa độ từ 22,5 độ đến 52,5 độ thì quý vị hoàn toàn xây bình thường. Và quý vị sẽ xây vào được trong 4 tháng, đó là tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 11. Hướng tiếp theo là hướng đông. Hướng đông có tọa độ từ 67,5 độ đến 112,5 độ, gồm 3 sơn là giáp, mão, ất. Thì với cái hướng đông này chúng ta sẽ xây vào 3 tháng, đó là tháng 3, tháng 6 và tháng 12. Cả 3 sơn này nhé, đều xây vào tháng 3, tháng 6 và tháng 12. Hướng tiếp theo chúng ta xét đến là hướng đông nam. Hướng đông nam có 3 sơn là thìn, tuấn, tỵ, có tọa độ từ 112,5 đến 157,5 độ. Thì cái hướng đông nam này, chúng ta xây vào các những tháng sau này. Cả 3 sơn là thìn, tuấn, tỵ nhé, thì chúng ta đều xây vào tháng 2, tháng 3, tháng 11 và tháng 12 thì đều tốt. Tiếp đến là gì? Là hướng nam. Hướng nam sẽ có 3 sơn là bính, ngọ, đinh. Thì hướng ngọ bị tọa bị phạm vào tam sát, chúng ta không xây rồi, đúng không? Chỉ còn hướng bính và hướng đinh, nó có tọa độ từ 157,5 độ đến 202,5 độ thì chúng ta sẽ xây vào tháng 4 và tháng 6. Trừ sơn ngọ ra, nếu mà quý vị đo la bàn mà nhà quý vị phạm vào trong khoảng tọa độ từ 172,5 độ đến 187,5 độ thì quý vị không xây. Đó. Tiếp đến là hướng đông nam, hướng tây nam. Hướng tây nam sẽ gồm 3 sơn là mùi, khôn và thân. Thì sơn thân
thì bị tọa bị phạm vào thái tuế và hướng tuế phá, hơn nữa là phạm vào kỷ đấu thiên, đâm chúng ta sẽ không xây. Còn lại là gì? Sân Mùi và Khôn. Mùi và Khôn có tọa độ từ 202,5 độ đến 232,5 độ. Thì với Sân Mùi thì chúng ta sẽ xây vào tháng 5 và tháng 6. Sân Mùi có tọa độ từ gì? 202,5 độ đến 217,5 độ. Đấy, thì chúng ta xây vào tháng 5 và tháng 6. Sân Khôn có tọa độ từ 217,5 độ đến 232,5 độ thì chúng ta xây vào tháng 5, tháng 6, tháng 11 và tháng 12. Đó. Tiếp đến là gì? Tiếp đến là hướng Tây. Hướng Tây thì có ba sơn là Canh, Dậu, Tân. Đấy. Thì riêng sơn Dậu bị tọa vào Tam Bích và hướng vào hướng Thất Xích. Hướng Thất Xích hơn nữa lại phạm vào Mậu Kỷ Đố Thiên, nên là chúng ta không xây. Ừ. Đúng không? Thì còn sơn Canh và sơn Tân thì chúng ta sẽ xây vào tháng 2 và tháng 8. Đấy. Sơn Canh thì có tọa độ từ 247,5 độ đến 247,5 độ đến 262,5 độ. Đấy. Và sơn Tân thì có tọa độ từ 277,5 độ đến 292,5 độ. Đấy, hai sơn Canh và sơn Tân thì chúng ta sẽ xây vào tháng 2 và tháng 8. Và cuối cùng là gì? Là hướng Tây Bắc. Tây Bắc sẽ gồm ba sơn là Tuất, Càn và Hợi. Nó có tọa độ từ 292,5 độ đến 337,5 độ. Đấy. Thì chúng ta sẽ xây vào tháng 2, tháng 3, tháng 7, tháng 11 và tháng 12. Riêng sơn Càn thì chúng ta xây thêm vào tháng 9. Đấy. Sơn Hợi thì chúng ta lại kỵ tháng 11. Đấy. Không xây vào tháng 11. Đấy, như quý vị nhé, quý vị nhớ này, sơn Tuất này, Tuất có tọa độ từ 292,5 độ đến 337,5 độ này. Sơn Càn là từ 337,5 độ, 307,5 độ đến 322,5 độ, và Sơn Hợi có tọa độ từ 322,5 độ đến 337,5 độ. Đó. Như vậy là tôi đã chia sẻ toàn bộ về kiến thức là gì? Tháng nào xây nhà tốt với từng hướng để cho quý vị lựa chọn. Quý vị có thể lựa chọn cho mình một cái tháng nào để xây nó được cát lợi nhất, để tính toán gì cái việc xây dựng cũng như là cái chuẩn bị chi phí nó được ok nhất thì quý vị chọn, quý vị xây. Trong trường hợp mà quý vị vẫn còn thắc mắc và cũng muốn tư vấn thêm thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số hotline của chương trình để được thầy Tuệ Khanh tư vấn giúp đỡ cho quý vị để cho cái việc xây nhà được hanh thông thuận lợi hơn. Đó. Đó là cái nội dung về gì? Chọn tháng xây nhà và cho từng hướng, hướng nào xây tốt vào tháng nào thì tôi đã chọn cho quý vị rồi. Tiếp theo là đến nội dung là gì? Chọn hướng cổng, hướng cửa, hướng bếp và hướng ban thờ. Thì với những người sinh năm 1947 là tuổi Đinh Hợi, có cung mệnh là thuộc cung Cấn, thuộc Tây Tứ Trạch, mệnh là Ốc Tượng Thổ, thì hướng nhà, hướng cửa, hướng ban thờ và phòng khách, phòng ngủ ấy thì chúng ta nên chọn là gì? Hướng Mùi thì sẽ được sinh khí và sẽ được là hưng phúc trong cái vòng vòng gọi là vòng phúc đức ấy. Nó thuộc hướng Tây Nam có tọa độ từ 209, tức là 202,5 độ đến 217,5 độ. Đây đây thì là được tốt, là một này, thứ nhất. Còn những hướng khác muốn chọn được hướng nhà thì quý vị có thể là gì, liên hệ trực tiếp với đội ngũ trợ lý hoặc là với trực tiếp với thầy Tuệ Khanh để được tư vấn. Còn hướng phòng bếp thì chúng ta sẽ đặt tại ở cung Khảm, tức là hướng 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 Tý ấy. Hướng Tý này có tọa độ từ 352,5 độ đến đến 7,5 độ. Phòng vệ sinh hoặc là hố ga thì chúng ta đặt ở Nhâm, ở sân Nhâm, ở hướng Nhâm này có tọa độ từ 337,5 độ đến đến 357,5 độ. Đấy. Thì sẽ là tốt nhất. Trong trường hợp quý vị muốn kích hoạt tài lộc hoặc là tăng cường sức khỏe thì quý vị sẽ sử dụng cái gì? Cái tranh ngũ phúc hoặc là cái pháp luân treo ở cái hướng cát tinh. Đấy. Thứ hai là gì? Nếu mà muốn tăng cường trí tuệ hoặc là công danh sự nghiệp thì quý vị có thể đặt tháp Văn Xương hoặc cái ngọn Trường Minh. Đấy. Quý vị đặt tháp Văn Xương dễ ở trên bàn làm việc hoặc là trong cái vị trí của sao Tứ Lục trong phòng khách, hoặc là gì? Đặt được ở cái phương vị Văn Xương theo tuổi của mình thì sẽ là tốt nhất. Đấy. Ngoài ra thì trước cửa nhà quý vị cũng nên treo một cái mai hoa phú quý. Cái mai hoa phú quý là để chiêu tài nghênh phúc cho gia đình sẽ được tốt hơn. Đấy. Đấy là những cái nội dung mà tôi đã chia sẻ toàn bộ nội dung trong cái ngày của cái tuổi gì, tuổi 1947 là tuổi Đinh Hợi, trong việc xây nhà năm 2022. Thì nói chung là kết luận là như này, tuổi 1947 năm 2022 xây nhà được. Còn xây vào tháng nào, thời điểm nào thì nó tùy tùy thuộc vào từng hướng. Có những hướng tốt thì chúng ta có thể xây. Đấy.
xây được rất nhiều tháng, và những hướng xấu chúng ta cũng chỉ có thể xây được 1-2 tháng thôi. Đấy, thì quý vị có thể là gì lựa chọn cho mình, sau khi nhìn vào cái đồ hình này quý vị có thể tự chọn cho mình được 1 tháng xây nhà để được may mắn các lợi nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video tiếp theo.